chào các bạn. Hiện tại là mình đang có mặt tại sân vận động huyện Củ Chi. Hôm nay là có diễn ra trận tứ kết. Trận thứ nhất đó là xã Nhuận Đức đá chung với lại xã An Nhân Tây. Đó, ở trong hình là các bạn của đội Nhuận Đức. Còn An Nhân Tây hả? An Nhân Tây ở phía này. Đó. Nếu như mà hôm nay mà đội nào mà thắng á thì ngày mai sẽ đá tiếp, là sẽ vô tranh hạng nhất nhì á, ngày mai cũng tại cái sân này luôn. Nên chúng ta cùng xem nha. Bên đâu chạy? Anh em mà không lẽ quay fan đúng không? Dạ. Em zoom bài 8x luôn. Tính ơi, giúp tôi cái tính gãy cánh này. Gãy cánh này tính ơi, gãy cánh ơi. Chảy rồi Tiến, học trò cưng của cô đúng không? Quay đi gãy cánh đây nè. Đi không? Hiện tại là hết hiệp 1, là các đội đang nghỉ ngơi nè. Đội An Nhân Tây thì ở bên đây nè. Hôm nay là trời mưa, ơi mưa lâm râm luôn á. Giờ mình đi xuống với các em nữa coi. Em lên rồi có bánh mì thôi. Quá rồi. Con này giữa người chứ không muốn ai lại phụ là ba à. Ơi.
Tí nữa lên đây. Ơi ơi trời, la lên trời. Sao mà cứ vẽ vẽ đó chi vậy? Trời ơi, đằng trước không thành mà nó cứ cà vẽ làm sao? Nguy hiểm quá. Lộc bữa nay bị kè dữ quá rồi, nó canh hai ba thằng kè Lộc. Lộc bữa nay không làm được gì hết. Lên chạy không nổi, chạy không được, không chuyền lại nổi bít rồi. Ra dân hả? Gì vậy? Trời ơi. Bây giờ cái xuống bùm lên đi, đá đồng đội luôn. Đó. À, trời ơi. Lộc bữa nay bị tụi nó kè cứng ngắc không làm được gì hết. Bên đó mưa, bên đây không có mưa. Thế là thiếu. Thiếu. Lắc anh chịu đâu nào. Đó, con ảo luôn. Vô. Vô. Ui, tí nè. Méo. Đó, Duy. Ây da rồi. Cái gì vậy? Duy số 19. Lên. Đưa số 19. Số 5 chặn lại. Số 19 với số 5 va chạm. Xa quá hết biết số mấy luôn rồi. Mưa quá trời mưa luôn. Trời ơi mưa lớn luôn. Mưa lớn vậy đá banh hay bị trượt anh không? Đá chỗ này trượt chỗ kia trơn. Banh sẽ không đi như ý muốn. Số 12 của An Nhơn, số 11 của An Nhơn. Đẹp vậy. Rơi vào thế dịch vậy, số 2. Rồi khôi đá lên. Lên đây. Số 25 đá banh lên. Số 3. Tốt rồi. Thì bóng tốt quá hả? Ây da. Số 3 thì bóng tốt rồi. Rồi nãy giờ đi bóng qua nó giúp. Mưa quá.
không biết được nữa. Mấy tội không có đứa nào xuống anh lấy gì vàng. Nhìn vàng hồn phạt mà cũng không xuống luôn. Trời hết biết rồi. Phạt mà cũng không xuống luôn. Ơi, ơi, Lộc, Lộc ơi, Lộc. Cái gì ơi? Ơi! Yeah, yeah, trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Một cái vô vậy? Vô! Yeah! Yeah! Một không, một không! Anh lên cho mình nói đi anh! Một không! Rồi ăn nhân lỗi rồi. Lộc, Lộc. À, tấn Lộc. Yeah. Ai giờ tấn nữa, tấn công nữa. Yeah. 2-0. Vô. Ờ nước, dưỡng nước không vô. Nước lên láng hồi nãy là nước là nếu không là 2-0 rồi. Những cầu thủ sau khi đã thắng rồi bây giờ ướt nhẹp nhèm nhem hết rồi đây nè. Đây ướt nhẹp hết.